Thưa ông, xin ông có thể cho biết ý kiến của ông như thế nào về những vấn đề mà báo Hải Văn nêu ra liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Sacramento, thưa ông? Thưa anh Vũ Nhân và xin chào tất cả quý khán thính giả của đài SVTN. Tôi là Trần Văn Ngà, cố vấn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt Sacramento, viết tắt là VACOS. Ba số báo liên tục như thế thì ông Châu Ngọc Thủy đã mạ lị, phỉ báng những cái người mà đã từng làm việc cộng tác với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây. Đầu tiên là đề cập đến 6 người, trong đó có ông Lý Nguyễn, ông kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà, cô Kim Cúc, Kenny Ngọc, cô Thiên Hương và anh Lâm Văn Trung. Ông Châu Ngọc Thủy nói rằng ông Nguyễn Khắc Ly từ Nam Cali lên là hoàn toàn là sai. Cái thứ hai là nói tôi là Trần Văn Ngà và ông kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà dẫn ông Nguyễn Khắc Ly, giới thiệu Nguyễn Khắc Ly để ra ứng cử để đâu mà chiếm đoạt cái VACOS hay là chiếm đoạt cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Thì quý vị thử tưởng tượng thôi, cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng là cá nhân của ông bà Đỗ Thị Thịnh, còn cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt là cái Non-Profit Organization. Nếu mà ai chiếm được cái đó thì cũng rất cảm ơn, là tại vì vào đó để đặng mà ăn cơm nhà, vác ngà voi, phục vụ cho đồng hương mà không có đồng lương nào cả. Nhưng mà một điều quan trọng là nói rằng đảng Việt Tân, thí dụ như ông Châu Ngọc Thủy nói là ông Ly là đảng Việt Tân, đảng Việt Tân có cái gì là xấu đâu. Mà đảng Việt Tân, nếu mà ông thấy dám nói đảng Việt Tân là Việt Cộng hay không? Xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN hiểu rõ hơn là ông giúp được những cái gì trong cái trung tâm người Việt tại Sacramento trong thời gian vừa qua? Ông Đỗ Thiện Thịnh có trả tiền cho ông trong khi ông làm việc hay không? Dạ thưa ông. Tôi là kiến trúc sư làm cho Unified School District ở Sacramento. Tôi về hưu năm 2009. Và giữa năm 2009 thì có cái cơ may có một người quen giới thiệu tôi với ông Đỗ Thiện Thịnh là cái người thương gia giàu có ở đây muốn xây một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Thì tôi có hỏi ông Đỗ Thiện Thịnh trước là budget để xây các cái trung tâm này là từ đâu, thì ông Đỗ Thiện Thịnh xác nhận với tôi là 100% do gia đình ổng đứng ra tổ chức, vì ổng muốn đóng góp cho cộng đồng và ổng là cái người mà nạn nhân của cộng sản, thì tôi tin rằng cái tiền này không phải từ một thế lực đen, mà vì hai chữ cộng đồng đó mà tôi xin nghiên cứu cái đồ án này cho ông Đỗ Thiện Thịnh, vì đồ án quá lớn. Thì ông Đỗ Thiện Thịnh có hỏi ngược lại tôi là chú tính thù lao cái này là bao nhiêu. Tôi có trả lời rõ ràng với ông Đỗ Thiện Thịnh, tôi trả lời là nếu mà chú đã bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy làm để phục vụ cộng đồng thì há gì tôi không dám hy sinh cái công sức của tôi để mà layout cái đồ án này. Thì tôi bắt đầu vẽ từ giữa 2009 cho đến tháng 4 2010 mới xong cái giấy phép đợt 1, sau 6 lần hearing, public hearing ở ngoài city, và cái giấy phép được hoàn thành. Thì ngày đặt viên đá đầu tiên rất là vui vẻ, và chính ông Đỗ Thiện Thịnh có một cái bài diễn văn đã nói rõ ràng là chúng tôi, gia đình chúng tôi xin cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà đã bỏ rất nhiều thời giờ để hoàn thành cái bản vẽ và giấy phép để chúng tôi có cái ngày đặt viên đá đầu tiên vui vẻ ngày hôm nay. Thì đó là cái sự đóng góp của tôi. Còn ông Châu Ngọc Thủy nói rằng tôi lấy tiền của ông Đỗ Thiện Thịnh 60.000 mà cứ bô bô cái họng nói rằng tôi vẽ không. Thì tôi xin thưa là điều này, tôi đã có một cái email cho ông Đỗ Thiện Thịnh yêu cầu ông Đỗ Thiện Thịnh lên tiếng, và ông Đỗ Thiện Thịnh đã đáp ứng cái yêu cầu của tôi, đã lên tiếng xác nhận là ông kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà không có lấy đồng nào hết. Nhưng mà cái tiền mấy chục ngàn đó ông Đỗ Thiện Thịnh phải trả cho những kỹ sư, bởi vì một cái đồ án kiến trúc không phải một mình kiến trúc sư làm được, mà có phải ít nhất là 4-5 kỹ sư nó đi kèm theo. Thì những cái kỹ sư đó là những kỹ sư người Mỹ. Ông Đỗ Thiện Thịnh ký contract, cái hợp đồng với người ta thì ông trả tiền chứ đâu có dính dáng tiền tới tôi. Thì khi mà được ông Đỗ Thiện Thịnh xác nhận cái điều không trả tiền cho tôi, thì ông Châu Ngọc Thủy lại quẹo qua một cái điều khác là tôi không phải kiến trúc sư vẽ cái đó, nhưng mà tôi làm cò kiến trúc sư, có nghĩa là tôi đi ăn tiền của mấy người kia. Thì cái điều này rất là tàn nhẫn chứ không phải là tầm thường đối với một người kiến trúc sư đang hành nghề. Đó là tôi trả lời câu rõ ràng cho anh như vậy. Xin ông có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN biết được cái mục đích tham gia cộng đồng nó như thế nào, và ông có phải là người của Việt Tân không, thưa ông? Thì khoảng 20 năm tôi đã ở miền Nam California và lên
định cư tại vùng Sacramento này được gần 4 năm nay. Là tôi đã từng giúp đỡ cho cộng đồng này trong thời gian khá lâu, cũng hơn 3 năm nay. Vừa rồi, tôi là người được đắc cử vào chức vụ chủ tịch của hội đồng điều hành tại Sacramento. Thì trong cái cuộc bầu cử này đó, thì không những chỉ là thành viên trong VACOS không thôi, nhưng mà đã được mở rộng cho toàn đồng hương, gồm có những tổ chức hội đoàn hoặc là những tôn giáo Việt tại Sacramento. Tôi đã làm ở trong vấn đề kỹ thuật, thành ra nhiều khi nếu mà có những hội chuyên gia Việt Nam hay là Mỹ mà có tổ chức những cái buổi họp hội thảo đó thì tôi cũng có tham gia. Còn cái vấn đề mà tham gia vào Việt Tân thì tôi hoàn toàn có biết tới hồi trước tới giờ, nhưng mà thật sự tham gia vào những hoạt động thì tôi chưa bao giờ biết đến. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát hình vào ngày mai. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần phỏng vấn ông Đỗ Thiện Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và ông Châu Ngọc Thủy, chủ nhiệm chủ bút của tuần báo Hải Văn News.